Đoạn clip ghi lại vụ trộm xảy ra ở một quán cà phê trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một người đàn ông vào quán uống cà phê rồi tiện tay cướp luôn điện thoại của nhân viên quầy tính tiền. Mời quý vị theo dõi và chú ý nâng cao cảnh giác. Theo camera an ninh ghi lại và chủ quán cho biết, lúc này có vị khách nam tầm 45 tuổi, mặc áo thun trắng, chạy xe 67 vào quán uống cà phê. Do nhân viên quán bất cẩn để điện thoại ngay quầy tính tiền, sau đó khi gã khách nam kia đi vệ sinh ra đã ghé ngang lấy trộm điện thoại rồi ra xe tẩu thoát nhanh chóng. Đã nhiều vụ việc tương tự xảy ra như trên tại các quán cà phê, nhưng nhiều bạn nhân viên vẫn cứ chủ quan, tài sản luôn để ngoài rồi rời khỏi, tạo điều kiện cho người khác ra tay trộm cắp. Hãy cẩn trọng tại những nơi đông người ra vào.